Sự nghèo hèn. Cháu về rồi bà ạ. Hôm nay được ít củi thế hả cháu? Củi ngày càng khó kiếm bà ạ. Không biết mấy hôm nữa lấy gì mà bán đây. Nhà mình thì hết gạo rồi. Mấy luống rau cũng bị sâu phá hết, mãi không lớn lên được. Còn lưng ống gạo hôm nay bà bỏ vào nấu cháo nốt. Cháo vào ăn đi, kẻo nguội. Có ai ở nhà không? Có việc gì vậy anh? Tôi từ xa tới đây, bị lạc đường. Bây giờ trời đã tối, bà cho tôi ở một đêm được không? Sáng mai tôi sẽ đi ngay. Chắc anh mới đến đây lần đầu. Anh vào nhà đi. Cảm ơn bà. Nhà tôi dạo này túng quá, thóc gạo chỉ còn có vậy thôi. Anh ăn tạm. Có nơi nghỉ chân và có cháo ăn là tốt lắm rồi. Nhà mình hết gạo, khoai cũng hết rồi. Không biết ngày mai người đàn ông kia đã đi chưa? Làm thế nào đây hả bà? Mai cháu mang gánh củi ra chợ bán nốt đi. May ra đủ tiền mua vài bữa gạo. Người ta đương lúc cơ nhỡ mới cần nhờ đến mình. Giúp được chừng nào hay chừng ấy cháu ạ. Bà lão ơi, tôi anh có việc gì thế? Bà làm ơn cho tôi ở đây thêm một hôm nữa nhé. Sáng mai nhất định tôi sẽ đi. Còn lần chần đến bao giờ? Ông không thấy nhà tôi chẳng còn gì ăn sao? Thóc đâu mà đãi gà rừng nữa? Anh cứ kệ thằng bé đi. Cứ ở đây rau cháo qua ngày cùng bà cháu tôi. Giúp được anh là tôi mừng rồi. Tức thật, tự dưng ở đâu đến nhà mình ăn ngủ mấy ngày? Mình thì làm bỏi cả hơi tai. Từ xa đến chắc chắn hắn phải mang theo tiền bạc của cải. Đúng rồi, mình phải xem hắn có gì đáng giá không mới được. Mình phải nhanh tay lên, hắn mà bắt gặp thì tôi công. Đây rồi, nặng thế này chắc là nhiều tiền lắm đây. Có thế chứ. Mấy luống rau này cũng phải một tháng nữa mới được bán. Biết lấy gì sống qua ngày đoạn tháng đây. Bà ơi, cháu có cái này cho bà xem. Cái gì mà cháu cứ giấu giấu giếm giếm thế? Bà nói nhỏ thôi. Cháu lấy của gã đàn ông kia đó. Chắc là có nhiều tiền lắm. Từ giờ nhà ta không lo đói nữa rồi. Cái gì? Sao cháu lại trộm đồ của người ta? Bà đã dặn là có chết đói cũng không được lấy cắp cơ mà. Nhưng nhà ta lấy đâu ra tiền? Làm thế là tự đánh mất nhân cách của mình. Bà sống bao nhiêu năm nay, cuộc sống có thiếu thốn đến mấy, nhưng chưa bao giờ làm gì phải để hổ thẹn. Mình nghèo nhưng không hèn cháu ạ. Cháu xin lỗi bà. Cháu nhớ nha, phải luôn giữ cho nhân cách của mình trong sạch. Để cháu đem trả lại ngay cho người đàn ông đó. Cháu tôi nó trót dại đã lấy chiếc túi này của anh. Xin lỗi anh nha. Đúng là túi của tôi rồi. Nhưng bà vẫn chưa mở nó ra ư? Tôi không cho thằng bé mở ra. Nặng thế này chắc là có nhiều vàng bạc lắm. Xin gửi lại anh. Mong ông bớt giận. Tôi xin lỗi. Cũng vì nhà khó khăn quá nên tôi mới to gan lấy tiền của ông. Thực ra tôi vốn là một tên trộm. Mấy hôm nay không trộm được gì, đói quá nên mới phải vào đây xin ăn. Tôi đã âm mưu ở lại rồi ăn cắp đồ nhà bà, nhưng chẳng cái thứ gì đáng giá cả. Trời đất ơi, hóa ra anh... Cái túi kia bên trong chỉ toàn là đá cuội. Tôi đem theo bên mình thôi. Bao năm nay tôi chỉ biết cướp mồ hôi công sức của người khác để kiếm miếng ăn. Bà cháu bà không vì đói khổ mà đánh mất nhân cách. Đúng là tôi đã nhận được một bài học lớn. Hai ngày qua được bà cháu bà cưu mang, tôi không biết lấy gì để trả ơn. Chỉ có con ngựa này xin tặng bà để nó kéo xe. Từ nay tôi không làm cái nghề trộm cắp này nữa. Chôn sóc tự đắc.
ồn ào quá, không để yên cho người ta ngủ hả? À, anh dậy rồi, giúp tôi một tay đi. Tôi đào mãi mà cái hang vẫn không được như ý muốn. Bảo đến thế mà vẫn không thể đào nổi một cái hang tử tế. Dù vậy anh với tôi chẳng là họ hàng với nhau. Này này, ai họ hàng với nhà anh hả? Tôi thấy mọi người trong khu rừng này đều nói vậy mà. Quả mà đòi mí với công hả? Trong khu rừng này có ai tài nghệ như tôi không? Ngay cả hổ, diều hâu cũng không thể bằng tôi nha. Anh bẻ bẻ cái mõm tôi. Mọi người nghe được, họ cười chỗ đấy. Anh làm sao mà sánh được với chúa Sơn Lâm, với vua các loài chim chứ? Diều hâu hả? Anh ta có thể bay cao bay xa, nhưng có đào được hang như tôi không? Có chạy nhanh như tôi được không? Có leo cây được như tôi không? Nhưng mà... Hổ hả? Anh ta thì chạy nhanh đấy, nhưng có biết bay, leo cây, đào hang không? Ngay cả cá heo, vua của biển cả, có thể bơi lội tung tăng, nhưng bốn kỹ năng còn lại của tôi, anh ta không hề có. Anh có thể bay á, đó chỉ là lượng thôi. Anh có dang cánh vỗ được như chim đâu. Nếu anh giỏi thế thì phải được xưng vương từ lâu rồi chứ. Đằng này, nhắc đến chuyện này lại thấy bực mình. Cuộc họp khu rừng sắp tới, tôi sẽ kêu gọi mọi người bầu lại cho tôi. Vua của khu rừng này phải là tôi mới đúng. Hổ vua rừng rậm à, diều hâu vua các loài chim à, chỉ là hư danh. Vua các loài thú phải là tôi mới đúng. Anh em, cậu đang nói gì thế? Có giỏi thì trèo lên đây nè anh bạn. Sao thế này? Sao mình không thể vỗ cánh bay lên như chim được? Lúc nãy tôi được nghe câu chuyện của anh với chuột chuỗi, tưởng anh cái gì cũng giỏi cơ mà. Còn chiêu nào để trốn không? Trình diễn cho tôi xem nào. Xin anh tha cho tôi. Giờ thì tôi đã hiểu ra các cụ nó chẳng trai. Một tài có chín còn hơn có 9-10 tài. Này chị tha này, tha này. Cuộc giải cứu của chim sáo. Chào chị Mái Mơ. Mới sáng sớm mà chị đã đi kiếm ăn rồi à? Ồ, anh chim sáo đấy à? Anh cũng dậy sớm thế. Không khí buổi sáng thật dễ chịu nên tôi đi dạo cho khuây khỏa. Hôm qua mưa to quá không ra ngoài được nên sáng nay tôi phải tranh thủ dậy sớm. Vậy chị kiếm ăn đi nhé, tôi đi dạo vài vòng đã. Đói quá đi mất, cả ngày hôm qua không có con mồi nào vào bụng rồi. Kia rồi, đúng là một con mồi ngon. Chạy đâu cho thoát chứ. Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Trời, chị Mái Mơ bị tên cáo bắt rồi. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi. Tội nghiệp chị Mái Mơ quá. Không được, phải tìm cách cứu chị ấy mới được. Làm thế nào bây giờ? Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cái gì thế? À ha, trời đúng là thương kẻ ăn ở hiền lành như mình. Không những có gà mà còn có chim nữa. Tuyệt, quá tuyệt. Nó bị thương thế mà vẫn chạy được à? Hừ, để xem mày có chạy mãi được không.
À, con này láo thật. Ông nhất định phải bắt cho bằng được mày mới thôi. Lên đây bắt tôi này. Hừ, đồ khốn. Con chim láo xược kia, mày dám lừa tao à? Cảm ơn anh Sáu nhé. Không có gì, tạm biệt nhé. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, thế là mất cả chi lẫn chài. Mình mắc mưu chúng nó rồi. Ngu quá là ngu. Chuyến du hành của nhà vua. Khanh lại thua rồi. Tài đánh cờ của bệ hạ đúng là số một thiên hạ. Hạ thần thật xấu hổ à. Khanh có nhường trẫm không? Sao lần nào đánh cũng thua thế? Thần không dám à. Quả thực bệ hạ đánh rất giỏi, thần không thể nào thắng được. Hôm nay trẫm rất vui. Bẩm bệ hạ, lúc nào cũng vui như thế này thì phúc ấm cho thiên hạ. Dạo này trẫm phải lo nhiều việc triều chính nên hay nổi nóng. Trẫm cũng đã nhiều lần trách phạt Khanh. Khanh có ghét trẫm không? Bẩm thần không dám ạ. Khanh hãy nói xem, Khanh thấy trẫm là vị vua như thế nào? Khanh có yêu mến trẫm không? Thần là bề tôi của bệ hạ, được bệ hạ sủng ái và nhận biết bao ơn huệ. Thần vô cùng cảm kích và yêu mến người. Thế còn dân chúng trong thiên hạ, không biết họ nghĩ sao về trẫm? Tất cả phụ thuộc vào bệ hạ. Phụ thuộc vào ta? Ý Khanh là... Bệ hạ yêu mến kẻ bề tôi của mình ra sao, thì họ sẽ yêu mến bệ hạ như thế và ngược lại ạ. Sao lại thế? Trẫm là vua một nước, chăm lo cho toàn thể dân chúng. Trẫm nghĩ tất cả bọn họ đều phải yêu mến và biết ơn trẫm chứ. Dạ, nếu bệ hạ cho phép thần mới dám nói ạ. Ta cho phép đấy. Dạ, thần nghĩ điều này không chắc chắn ạ. Sao lại không chắc chắn? Lẽ nào có kẻ ghét trẫm? Có thế lắm. Nếu bệ hạ cho phép, thần xin cùng bệ hạ sẽ ra ngoài kiểm chứng. Ra ngoài kiểm chứng ư? Được. Khanh có chắc làm thế này sẽ biết được tình cảm của dân chúng đối với trẫm không? Bệ hạ hãy tin ở thần, chúng ta chỉ cần đến hai nơi thôi. Xin bệ hạ hãy vào đó đi. Vào đó? Nó là căn nhà sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà tồi tàn đến thế. Các anh hỏi ai? Bà làm ơn cho chúng tôi xin chén nước. Chúng tôi khát quá, mà lộ phí thì hết rồi. Cảm ơn bà. Mà bà biết tin gì chưa? Đức vua của chúng ta hôm nay lâm bệnh nặng đấy. Đức vua lâm bệnh thì liên quan gì tới tôi? Đức vua lâm bệnh hay không á, thì bà lão này vẫn phải suốt ngày còng lưng quay sợi, chẳng được ngơi tay, có chết vì đói rét cũng chẳng nào ai hay biết. Bà... Bệ hạ hãy nhớ lời bà lão nói lúc nãy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến một nơi khác. Được, Khanh hãy mau đưa trẫm đi. Đây là nhà của ai vậy? Dạ, nhà của một vị quan phụ mẫu trong kinh thành. Các ông hỏi ai? Chúng tôi có nhỡ dọc đường, muốn chị xin chén nước. Có được không ạ? Được thôi. Nước của ông đây. Cảm ơn chị. Chị thật tốt bụng. Mà chị ở trong kinh thành có nghe tin nhà vua đang lâm bệnh nặng không? Sao? Nhà vua bị bệnh ư? Từ bao giờ thế? Có nặng lắm hay không? Chúng tôi cũng không biết, chỉ nghe đồn vậy thôi. Người là một vị vua tốt, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đến chúng tôi.
Bệ hạ thấy rồi đấy, gia đình người phụ nữ này hàng tháng nhận được bổng lộc của bệ hạ nên rất yêu mến người. Còn bà lão kéo sợi kia có được ơn huệ gì của bệ hạ đâu, nên mới vững dưng thế. Vậy mà trẫm cứ tưởng trẫm là vua thì ai cũng sẽ yêu mến. Thưa bệ hạ, cuộc sống là thế, yêu trả yêu, ghét trả ghét. Nếu bệ hạ muốn tất cả dân chúng yêu mến mình thì trước tiên người phải yêu mến bọn họ đã. Đúng, Khanh nói phải. Trẫm hứa từ đây sẽ là một ông vua tốt để được bàn dân thiên hạ quý mến mới được. Những viên than hồng. Ơ kìa, có cái cây lớn chắn ngang đường. Cây này đổ từ lúc nào đấy nhỉ? Chúng ta làm sao qua được đây? Thân cây có lớn lắm đâu, chúng ta trèo qua được mà. Chúng ta thì trèo qua được, nhưng các em nhỏ hay các cụ già thì làm sao trèo qua được, còn xe cộ đi lại nữa chứ. Chúng ta phải cùng nhau đẩy cái cây sang vệ đường thôi. Các bạn ơi, giúp chúng tớ một tay, đẩy cái cây này sang vệ đường. Cái thân cây đâu có nặng lắm đâu, chừng đấy người đã dư sức đẩy nó ra rồi. Mình vào chỉ thêm vướng víu cản đường. 1, 2, 3, đẩy nào. 1, 2, 3, đẩy nào. 1, 2, 3, đẩy nào. Hoan hô, chúng ta đi thôi. Cháu chào ông. Ừ, cháu đi học về rồi đấy à. Cháu chào ông ạ. À, Lâm ơi, qua dự sinh nhật Mai với chúng tớ đi. Mai đã mời cậu chưa? Ừ, Mai có mời tớ hôm qua, nhưng tớ bận rồi, không đi cùng các cậu được. Sang một lát cho vui thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Cậu là bạn học, cũng là hàng xóm của Mai nữa đấy nhé. Không, tớ đã nói là tớ bận thật mà. Thôi vậy, tớ về đây. Cháu chào ông, cháu về ạ. Ừ, cháu về nhé. Sao cháu không đi sinh nhật cùng các bạn cho vui? Không có cháu, mọi người vẫn vui mà ông. Ở chỗ tập thể thì mình có hay không cũng thế thôi. Thêm bớt một người thì có gì quan trọng đâu. Cũng chẳng ai thèm để ý đến cháu cả. Ừ, nếu cháu không thích thì thôi vậy. Vào nhà đi. Ông cháu mình cùng nấu cơm, chắc đói lắm rồi hả? Vâng ạ. Ông ơi, ông làm gì vậy ạ? Ông gấp hết những viên than hồng ra ngoài thì làm sao đủ lửa, đủ nhiệt làm chính thức ăn được ạ? Vẫn còn vài viên than, vài thanh củi trong lò đấy thôi. Có vài viên như vậy thì làm sao đủ nóng hả ông? Bao giờ cơm mới chín ạ? Mà mấy viên than ông gấp ra ngoài nó nguội lạnh hết rồi. Cháu có biết tại sao lôi từng viên than ra khỏi lò, đặt nó nằm nơi đơn lẻ thì nó tắt ngúm hay không? Cháu không biết. Viên than ấy được nhóm lên bởi ngọn lửa từ những thanh củi khác. Bản thân nó cũng sẽ tiếp sức, tiếp nhiệt cho những thanh củi bên trên nó để cùng làm nóng cho nhau, cùng tỏa nhiệt. Chúng dựa vào nhau để tạo nên nguồn nhiệt, nguồn sức mạnh đốt cháy những gì bên cạnh nó. Ở đời, không có nguồn sức mạnh lớn nào lại không cần tới sự tương trợ nhau của các cá nhân. Khi tách bất kỳ ai ra khỏi chính thể đó, không chỉ sức mạnh tập thể bị ảnh hưởng, mà chính cá nhân cũng làm mất đi năng lực bản thân mình. Cháu hiểu ý ông định nói gì rồi? Ông ơi, cháu lại cho than vào lò rồi. Ngọn lửa lớn thế này, cơm sẽ nhanh chín thôi ông ạ. À, cháu ăn cơm sớm để còn sang dự sinh nhật Mai cùng các bạn nữa. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.